Hàng trăm hecta vườn táo đang vào mùa thu hoạch với mô hình mới. Nhà vườn chỉ phủ lưới cao khoảng 3,5 mét và điều chỉnh nước tưới phù hợp bằng phương pháp tưới tỉa, cây táo sẽ tăng trưởng tốt cho năng suất cao gấp nhiều lần so với những năm trước. Khi chưa dùng lưới phủ khiến cây táo luôn bị ruồi vàng cắn phá hay bị nhiều sâu bệnh. Hiện táo thu hoạch được bao nhiêu đều bán cho các đầu mối đặt sẵn trước với giá bán trên dưới 15.000 đồng một ký, tăng hơn so với trước đây. Táo ở vùng này được phân phối đi nhiều tỉnh thành khác trong cả nước, nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Mùa thu hoạch táo tại Cam Ranh sẽ kéo dài từ nay cho đến cuối năm.